Chị ơi, giờ sáng nay nhá. Chị ơi, giờ sáng nay nhá. Mình ăn có 3 lần. Mình phải cho giá ăn 4 lần nữa mọi người. Mình ăn có 3 lần, 4 lần tới mình phải cho giá ăn 4 lần nữa mọi người. Mình 4 lần tới. Đó. Và cũng mừng. Cũng mừng là các chị ăn khen ngon và cũng mừng. Cũng mừng là các chị nhé. Giá ăn khen ngon. Chị chẳng dám xào đâu, chị đừng rằng giá ngon quá, ăn mấy mì tôm mà ăn chị chẳng dám xào đâu, chị đừng rằng ăn mấy mì tôm mà ăn mấy bún hồi giờ không được ăn luôn, ôi sao hồi giờ cứ ăn giá ở chợ không à, hồi giờ không được ăn luôn ở chợ đấy, hồi giờ cứ ăn giá ở chợ không à, ăn giá ở chợ đấy, được rồi, mình tống ra nước sạch đi mọi người. Tối mình vừa tốn nước lắm, mình tốn cả nước sạch rồi mình một hụt nước, nên bây giờ mình vừa tốn nước lắm, không có nước hả? Bây giờ mình vừa bú nước vừa già rồi á, nước không có nước mà mình có đâu, chứ vừa bú nước vừa già nước không có, đây là cái một ngày mình có đâu chứ, thì nước không có, là không có đâu. Không mũ không mập như nhà thuốc nữa, ngon quá trời. Chị vừa vừa không mũ không mập như nhà thuốc nữa, nó vừa dài vừa mập. Chị vừa vừa cái anh này do sói giờ vừa dài vừa mập, vừa to chi nhỏ chi dặn nhỏ này do sói nhỏ thôi thôi. Mọi người đừng chi nhỏ chi dặn nhỏ ai cũng khen á. Chị biết phải hỏi thấy ai cũng khen á. Báo hết rồi, hôm nay có bài hỏi cho chị bốn hỏi cả giá không? Tôi sẽ một nhà báo hết rồi, hôm nay có bài hỏi cho chị bốn cái này chị biết rồi, chị biết giá nhà mình được bao nhiêu nữa. Chị ấy về chị đi giải biết rồi, chị biết giá nhà mình được bao nhiêu nữa. Chị ấy sau chị ấy về chị đi giải cho mình một mạnh 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 nữa, vừa sản học vừa ăn sống nhá. Chị để cho ngắn mát đủ mạnh ra quá tuyệt vời sao ấy. Đó, để vừa thôi ngắn thôi nha. Sao cái hàm dinh dưỡng cao rồi, cứ để dài quá vừa thôi. Cái độ ngọt nó vừa không bằng cái hàm lượng dinh dưỡng cao rồi, cứ để dài quá. Cái độ ngọt nó vừa không bằng. Nó vừa dài cái chất lượng nó cũng được phải lại còn mà mấy lúc thì còn được năm ký vừa phải hay là còn một khi mình được phải cho thì chỉ được 5 ký thôi. Còn mà khi thích nếu mà mình cho cái chất lượng rất ngon nhất thôi. Chất lượng nhất ngon nhất thôi. Thank you.